Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn và Hoàng Dung. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả đến với chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay là ngày thứ ba, một ngày sau đại lễ The 4th of July, phải không Hoàng Dung? Dạ. Nhưng mà ánh sao đỏ và pháo bông đỏ vẫn còn nổ, có phải không quý vị? Quý vị đang thấy pháo bông đỏ, có ai nói vậy mà không thấy Hoàng Dung nghĩ gì cả. Yeah. Đây là áo bông đỏ, tức là pháo hoa nổ từ hôm tối hôm qua, tối Chủ nhật, từ ngày hôm qua là thứ hai, đầu nay thứ ba. Yeah. Cho nên ý của Mai Tuấn nói rằng thì chúng ta đang có những cái tinh thần, những spirit của ngày holiday, và cái ngày tinh thần đó kéo dài cho cả một mùa hè, rồi kéo dài sang mùa thu và tiếp tục những ngày tháng đẹp. Có nghĩa là đại dịch COVID-19 phải chấm dứt, phải không Hoàng Dung? Yeah. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin gửi đến quý vị một số các tin tức về Hoa Kỳ với một vài tin đáng chú ý như sau. Gần 8.5 triệu pound gà của công ty Tyson bị thu hồi vì lo ngại về vi khuẩn Listeria. 9 người mang súng bị tạm giữ sau vụ đối đầu với cảnh sát gần thành phố Austin. Cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc biểu tình cuối tuần qua tại thành phố Ostriga ở tiểu bang Florida, vô tình ông đã thừa nhận là kế hoạch trốn thuế của công ty Trump Organization. Thưa quý khán thính giả, sau đây là bản tin đầu nói về 8.5 triệu gà của công ty Tyson bị thu hồi vì lo ngại rằng vi khuẩn Listeria có ở trong thịt gà. Công ty Tyson đang thu hồi gần 8.5 triệu pound sản phẩm thịt gà. Có thể những pound thịt gà này đã bị nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes, theo thông cáo báo chí hôm thứ Bảy tuần vừa qua của Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Cơ quan USDA, tức là về An toàn Thực phẩm, cho biết là các sản phẩm gà có thể bị ô nhiễm đã được phân phối trên tất cả các nơi ở Hoa Kỳ cho nhiều nhà bán lẻ cũng như các cơ sở như là các bệnh viện, các viện dưỡng lão và ngay cả trường học. Cơ quan USDA kiểm tra và an toàn thực phẩm đã được thông báo hồi tháng 6 về hai người bị bệnh do vi khuẩn Listeriosis. Một bệnh nhân trúng vi khuẩn loại này đã tử vong. Và thưa quý khán thính giả, một cuộc điều tra xác định 3 trường hợp mắc bệnh từ tháng 4 đến tháng 6 đã cho thấy là một người đã chết như chúng tôi vừa thưa, và các triệu chứng của bệnh Listeriosis bao gồm như là sốt, đau nhức cơ, nhức đầu và cứng cổ, rồi lú lẫn nữa và mất thăng bằng cũng như co giật, đôi khi xuất hiện trước tiêu chảy hoặc các triệu chứng tiêu hóa khác, tức là những triệu chứng nó có thể xảy ra trước khi bị bệnh tiêu chảy. Và tiếp theo sau thì Hoàng Dung sẽ gửi cho đúng quý vị thêm một vài chi tiết về cái loại thực phẩm gà của công ty Tyson. Có lẽ cũng rất cần cho chúng ta để theo dõi, để bảo vệ an toàn cho chính mình và cho gia đình, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin còn cho biết thêm là các sản phẩm gà bao gồm thịt gà đông lạnh, thịt gà nấu chín hay là ức gà nướng các hạt lựu. Các mặt hàng bị ô nhiễm được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 12 năm 2020 cho đến ngày 13 tháng 4 năm 2021. Chúng được đánh dấu số cơ sở là ESTP7089 trên túi sản phẩm hoặc là bên trong dấu kiểm định của USDA. Các mặt hàng đã được phân phối trên khắp Hoa Kỳ. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi căn bệnh này chủ yếu là những người lớn tuổi, những người có hệ thống miễn dịch suy yếu và phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Cơ quan USDA và FSIS đã khuyên người tiêu dùng có túi đựng thịt gà có khả năng bị ô nhiễm nói trên nên vứt bỏ hoặc là trả lại bất cứ nơi nào họ mua. Một bản tin khác liên quan đến 9 người đàn ông mang theo súng đã bị tạm giữ sau vụ họ đối đầu với cảnh sát ở gần thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Cảnh sát của tiểu bang này cho biết là 9 nghi phạm đã bị giam giữ hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 7 sau một cuộc đối đầu kéo dài nhiều tiếng đồng hồ
giữa cảnh sát với một nhóm đàn ông mang theo nhiều loại súng ống. Vụ việc này đã làm cho một đoạn của đường cao tốc liên bang I-95 gần thành phố Wakefield và Boston đã bị chặn lại trong phần lớn buổi sáng, tức là hầu như trong buổi sáng ngày 3 tháng 7, và gây ra nạn tắc đường trầm trọng đúng vào kỳ nghỉ cuối tuần trùng với ngày lễ độc lập 4 tháng 7 vừa qua, tức là lễ quốc khánh The 4th of July, thưa quý vị. Vụ đối đầu giữa cảnh sát và 9 người này bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng khi cảnh sát nhận thấy rằng có hai chiếc xe ô tô đã tấp vào bên lề đường Freeway I-95 với đèn báo là có thể dường như xe của họ đã bị hết nhiên liệu. Các nhà chức trách đã cho biết như vậy tại một cuộc họp báo hôm 3 tháng 7, tức là hôm thứ Bảy. Xảy ra vào lúc 2 giờ sáng, nhưng mà ban ngày thì họ đã đưa thông báo. Đại tá Christopher Mason thuộc Sở Cảnh sát của tiểu bang Massachusetts cho biết là có từ 8 đến 10 người đàn ông ăn mặc và nai nịt kiểu quân đội. Họ mang theo súng trường và súng lục. Đại tá nói thêm, nhiều người này đi từ tiểu bang Rhode Island đến tiểu bang Maine để huấn luyện, để được huấn luyện, tức là huấn luyện đã thiếu quý vị và huấn luyện nhau. Những người này không chịu buông vũ khí, tức là không từ bỏ vũ khí và cũng không làm theo lệnh của nhà chức trách. Họ tuyên bố rằng họ thuộc một nhóm không công nhận luật pháp của chúng ta. Trước khi họ lấn vào một khu vực cây cối, tức là chui vào khu vực có cây cối và rừng rậm, cảnh sát đã nói rõ như vậy. Đại tá Mason còn cho biết là viên thủ lĩnh tự xưng, tức là trong nhóm đó có một người đứng ra tự xưng là thủ lĩnh, muốn mọi người biết rằng họ không chống chính phủ. Ông Mason nói tiếp, tôi nghĩ rằng cuộc điều tra tiếp sau vụ việc này sẽ cho chúng ta biết rõ hơn về động cơ của họ, về hệ tư tưởng của họ là thế nào. Cư dân của hai thành phố Wakefield và Reading ở gần nơi đang diễn ra vụ việc đã được yêu cầu là hãy ở yên trong nhà để được an toàn. Cảnh sát của thành phố Wakefield đã ra tuyên bố cho hay là chưa có lời đe dọa nào được đưa ra từ những người đàn ông đó bị coi là thành phần có vũ trang và nguy hiểm. Iran phủ nhận liên quan đến các cuộc tấn công vào lực lượng của Mỹ ở Iraq và Syria. Iran vào hôm 3 tháng 7 đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc Tehran hỗ trợ các cuộc tấn công vào các lực lượng của Mỹ ở Iraq và Syria, đồng thời lên án các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các chiến binh được Iran hậu thuẫn ở đó. Truyền thông nhà nước đã cho biết như vậy. Vào hôm 29 tháng 6, Hoa Kỳ thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng nước này đã không kích lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq nhằm ngăn chặn các chiến binh và Tehran tiến hành hoặc là hỗ trợ thêm các cuộc tấn công nhắm vào nhân viên hoặc là cơ sở của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc, ông Majid Ravanchi đã nói rằng bất kỳ tuyên bố nào quy kết Iran có liên quan tới bất kỳ cuộc tấn công nào được thực hiện nhắm vào nhân viên hoặc là cơ sở của Mỹ ở Iraq thực sự sai và không đạt được các yêu cầu tối thiểu về tính xác thực và độ tin cậy. Theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an gồm có 15 thành viên phải được thông báo ngay lập tức về bất kỳ hành động nào mà các quốc gia thực hiện để tự vệ trước các cuộc tấn công vũ trang. Và thưa quý khán thính giả, tiếp theo bản tin trên thì còn cho hay là chính quyền ở thủ đô Washington đã thông báo với Liên Hiệp Quốc rằng các cuộc không kích đánh trúng các cơ sở được sử dụng do dân quân chịu trách nhiệm đã gây ra một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng như rocket nhắm vào các lực lượng Hoa Kỳ ở Iraq. Ông Ravanchi nói rõ như sau, lập luận của Hoa Kỳ rằng các cuộc tấn công như vậy được tiến hành để ngăn chặn Iran, gọi cái là các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tiến hành hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công tiếp theo, không có cơ sở thực tế hoặc là pháp lý vì nó chỉ dựa trên sự bịa đặt cũng như sự diễn giải tùy tiện. Điều 51. Các cuộc tấn công mà Hoa Kỳ tiến hành vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế. Ông Ravanchi đã nói như vậy trong một bức thư được báo IRNA, tức là quân đội của Iraq, trích dẫn rõ ràng.
1 triệu liều vaccine của Mỹ sẽ đến Malaysia vào hôm 5 tháng 7. Thưa quý vị, các quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer và BioNTech phát triển sẽ được giao tại Malaysia vào thứ Hai ngày 5 tháng 7 tới đây. Bên cạnh đó, theo kế hoạch, sẽ sớm có thêm các đợt vận chuyển vaccine do Mỹ viện trợ tới Đông Nam Á. Số vaccine này thuộc lô đầu tiên, gồm có 80 triệu liều vaccine do Mỹ sản xuất mà chính quyền của ông Joe Biden đã cam kết hồi tháng trước là sẽ chia sẻ với toàn cầu trong bối cảnh có những lo ngại rằng giữa các nước tiên tiến và các nước đang phát triển có sự chênh lệch về tỷ lệ tiêm chủng. Washington đã và đang cạnh tranh với Trung Quốc nhằm tăng cường ảnh hưởng địa chính trị thông qua hoạt động được gọi là ngoại giao vaccine, mặc dù Washington vẫn nói rằng việc họ chia sẻ vaccine không nhằm đạt được sự ủng hộ hoặc là nhượng bộ từ nước khác, mà chỉ để cứu các sinh mạng và chấm dứt đại dịch. Ông Edgar Kagan, giám đốc cấp cao chuyên trách Đông Nam Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, đã nói với Reuters rằng là Hoa Kỳ đang chia sẻ vaccine an toàn và hiệu quả với Malaysia đúng lúc họ cần và sẽ thực hiện thêm các chuyến vận chuyển tới khu vực này trong tương lai gần. Trong khi đó, thì một quan chức khác cho biết là Hoa Kỳ đang làm việc nhanh nhất có thể để cung cấp thêm vaccine cho toàn vùng Đông Nam Á. Bản tin nói thêm là gần đây Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch cung cấp vaccine cho các quốc gia như là Việt Nam, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia và Papua New Guinea. Vào hôm 2 tháng 7 vừa qua, thì Mỹ cho biết là sẽ vận chuyển 4 triệu liều vaccine COVID-19 của công ty Moderna đến Indonesia trong thời gian nhanh nhất có thể thông qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX giữa lúc nước này đang đối mặt với số ca nhiễm gia tăng. Và cùng với cam kết về 80 triệu liều thuốc nói trên, thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ mua 500 triệu liều vaccine của công ty Pfizer and BioNTech để phân phối cho Liên hiệp Châu Phi và 92 quốc gia có thu nhập trung bình cũng như thấp. Pakistan nhận được 2,5 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ trao tặng. Thưa quý vị, Pakistan vừa nhận được 2 triệu rưỡi liều vaccine Moderna từ Mỹ. Bộ Ngoại giao Pakistan và Tòa đại sứ Mỹ tại Islamabad đã loan báo vào ngày 2 tháng 7. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan đã bày tỏ cảm kích trên Twitter như sau: "Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống đại dịch. Số vaccine này được Mỹ trao tặng thông qua COVAX, chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu giúp cho các nước đang phát triển như là Pakistan. Tới nay, Pakistan đã trông cậy nhiều vào đồng minh Trung Quốc để có vaccine. 3 trong số các vaccine của Trung Quốc, đó là Sinopharm, CanSino Bio và Sinovac đang được sử dụng tại Pakistan. Pakistan cũng có kế hoạch mua 13 triệu liều vaccine của Pfizer trước cuối năm nay. Vaccine của AstraZeneca cũng có mặt tại nước này. Hơn 13 triệu người đã được tiêm chủng một phần tại Pakistan và hơn 3 triệu người đã tiêm chủng đầy đủ. Pakistan đã ghi nhận tổng cộng là 959.685 ca nhiễm và 22.345 người đã chết vì COVID. Mỹ áp đặt thêm chế tài và tăng áp lực lên quân đội Miến Điện. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, chính quyền Hoa Kỳ đã tăng áp lực lên quân đội Miến Điện để đáp trả việc quân đội chiếm quyền hồi tháng 2, thêm vào danh sách đen 4 công ty mà Mỹ xem là hỗ trợ cho quân đội MENA, tức là Miến Điện, và áp đặt chế tài lên các giới chức quân sự chủ chốt. Động thái này được đưa ra tiếp theo những biện pháp trước đây. Mỹ cũng cùng với các nước phương Tây khác đã lên án quân đội Miến Điện kể từ khi quân đội chiếm quyền với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử mà đảng của bà Aung San Suu Kyi đã chiến thắng hồi tháng 11 năm 2020. Các biện pháp mới đây chứng tỏ thêm là chúng tôi sẽ tiếp tục có thêm những hành động nữa nhắm vào quân đội Miến Điện hiện nay đã gây thiệt hại lên họ và các lãnh đạo của họ cho đến khi họ đảo ngược tiến trình. Đó là lời nói của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ông Antony Blinken.
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cũng cho hay là đã áp đặt chế tài lên 7 thành viên chủ chốt của quân đội Miến Điện, bị cáo buộc là đã ra lệnh dùng vũ lực để giết người biểu tình. Bộ Ngân khố cũng chỉ định chế tài 15 thân nhân của các giới chức quân đội Miến Điện khác từng bị đưa vào danh sách chế tài trước đây. 4 công ty mới bị bổ sung vào danh sách đen, bị các chế tài thương mại có liên quan tới lĩnh vực khai thác mỏ đồng, các dịch vụ vệ tinh. Và theo loan báo của chính phủ Hoa Kỳ cho biết đây là những công ty hỗ trợ quân đội Miến Điện. Hành động này cho thấy những quan ngại về chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia, đồng thời ủng hộ những nỗ lực của Mỹ thúc đẩy Miến Điện phải tái lập nền dân chủ. Các công ty Mỹ bị cấm xuất khẩu cho các công ty có trong danh sách đen của Bộ Thương mại Hoa Kỳ phải tuân theo luật. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đã vô tình thừa nhận kế hoạch trốn thuế tại buổi biểu tình ở Florida. Cựu Tổng thống Donald Trump tối thứ Bảy vừa qua đã chỉ trích gay gắt công tố viên quận Manhattan vì đã buộc tội Trump Organization và giám đốc tài chính công ty, gọi là cáo trạng hành vi truy tố sai trái. Khi chỉ trích cuộc điều tra, cựu Tổng thống đã vô tình thừa nhận kế hoạch trốn thuế, trong khi đặt câu hỏi liệu những vi phạm như vậy có thực sự là tội ác hay không. Tổng thống Donald Trump đã nói tại buổi meeting ở thành phố Sarasota, Florida như sau: bọn họ truy những người tốt làm việc siêng năng vì không trả thuế xe của công ty. Người ta không trả thuế xe hoặc chung cư của công ty. Người ta sử dụng chung cư vì cần một chỗ ở, vì phải đi làm quá xa. Người ta không trả thuế hay tiền học phí cho cháu của mình. Tôi thậm chí không biết. Quý vị có phải không? Có ai biết câu trả lời cho chuyện đó hay không? Văn phòng biện lý quận Manhattan đã buộc tội Trump Organization và giám đốc tài chính ông Alan Weisselberg là đã dàn dựng kế hoạch trốn thuế trong vòng 15 năm qua. Công tố viên trong cáo trạng cáo buộc Alan Weisselberg đã trốn thuế hơn 900.000 Mỹ Kim tiền thuế đối với các khoản thu nhập tổng cộng là 1,7 triệu Mỹ Kim phúc lợi được Trump Organization trả ngoài lương bổng, gồm có chung cư, xe Mercedes-Benz, nội thất, tiền học, chi phí cho thân nhân. Và thưa quý khán thính giả, dĩ nhiên là Trump Organization và giám đốc tài chính của tổ chức Trump Organization là ông Weisselberg đều không có nhận tội trước tòa. Và bản thân cựu Tổng thống Donald Trump thì trong cái dịp này thì không bị buộc tội gì cả. Cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích cuộc điều tra mang tính động cơ chính trị mà lẽ ra nên tập trung vào tội phạm bạo lực. Đó là lời ý của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông nói, đối với việc sát nhân và buôn bán số ma túy khổng lồ trên thế giới đã giết nhiều người cánh tả và cánh hữu thì không ai nói tới, không động đại gì. Nghĩ về điều này, nghĩ thế bất công làm sao đó. Trước đây chưa từng có ở thành phố New York, cũng như các công tố viên của họ, và có lẽ bất cứ công tố viên nào buộc tội hình sự một công ty hay một cá nhân về những khoản phúc lợi ngoài lương bổng. Phúc lợi ngoài lương bổng như là sát nhân buôn bán người kèm theo thì không có sao, nhưng bổng lộc ngoài lương thì không được. Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định là ông ta là nạn nhân của cánh tả cực đoan, những người không làm gì được ông ta khi ở Washington với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller lúc bấy giờ. Cựu Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc công tố viên chỉ muốn nhắm vào ông ta và những người Cộng hòa khác. Tổng thống nói, mọi người ngược đãi và tấn công mà họ nhắm vào tôi nhiều nhất chỉ vì tôi đã đấu tranh cho quý vị, chống lại giới gốc rễ tham nhũng. Chuyện tất cả là chỉ có vậy, thưa quý vị. Phần tin vừa rồi, thưa quý khán giả, đã chấm dứt phần tin Hoa Kỳ và mời quý vị trở lại với Hoàng Dung và Mai Tuấn để nghe thêm một vài tin về thế giới như sau. Đức Giáo Hoàng Francisco rất tốt sau ca phẫu thuật tại thành phố Rome. Ả Rập Xê Út cấm người nhập cảnh từ Việt Nam và ba nước khác do lo ngại về COVID-19.